À, ăn trái nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn. Chúng ta hướng về nguồn cội. Rồi buổi tối nay thì chúng ta lại có lớp đạo làm con nữa chứ. À, mấy cô trong chùa cũng làm miếng đồ ăn. Khi Như Đức nói chuyện xong rồi chúng ta, người ăn miếng đồ ăn trong chùa, cái lọc của chùa, cảm giác rằng như một đại gia đình được ngồi bên nhau nghe đạo. Rồi xong rồi chúng ta có miếng đồ ăn, đồ chay bình thường thôi, nhưng mà mình ăn lại thấy nó có một cái hương vị khó diễn đạt tả lắm. À, cái hương vị này gọi là hương vị tình người ha, hương vị tình người. Nhớ quý vị nhớ là trong tất cả các vị ở cái cuộc đời này thì không có cái vị nào bằng cái vị tình người đâu. Tại vì chúng ta là người sống trong cõi đời này, mà nếu bỏ đi cái vị làm người thì còn đâu là hương vị sống. Quan trọng à. Thấy không? Đó. Nên mỗi một người chúng ta quý nhất là mình được yêu thương, và mừng nhất là mình được người ta thương. Thấy không? Thực sự mà nói, mình mà được người ta thương là mình cảm thấy hạnh phúc và thấy bình an. Còn khi mà mình bị người ta ghét là bất an, đúng không? Ta ghét có thể người ta giết mình. Còn người ta thương thì người ta không thể nào giết mình được. Mà người ta thương mình thì người ta sẽ cho mình ăn ngon. Được chưa? Nên tất cả những người đến đây là được thương. Được thương thì mới cho ăn nè. Đó. Nếu như mà không được thương á nghe, ngồi chơi cũng không cho ngồi, đứng nói chi mà cho ăn. Nên chúng ta mới nói rằng là cái vị tình người nó hơn tất cả các vị. Nên cái bài học của chúng ta là làm người phải biết ơn và đền ơn. Thí dụ như tất cả các cháu ngồi đây đi, nếu như các con sau này thành đạt mà các con quên ơn bội nghĩa đối với cha mẹ, quên ơn bội nghĩa đối với người giúp mình, thì con người của các con không xứng đáng làm người đâu. Phải nhớ đó. Người ta nói rằng là giàu mà đổi bạn, sang đổi vợ, con người này thua. Nhớ, thua. Con người này tuy là đắc chờ bao la nhưng họ không có đắc dung thân. Nếu như mà họ giàu sang mà quên thở cơ hàng thì họ không có đắc dung thân. Phải nhớ đó. Nên con người cái quan trọng là mình có được cái phước duyên thì mới thành đạt sự nghiệp trong cuộc đời. Giống như câu chuyện như Đức từng kể không? Cái ông này á, sách số coi ổng là sau này, tuy bây giờ ổng làm quan lớn nhưng mà sau này ổng chết đói. Sau này chết đói. Ông vua quý thương ông này vô cùng. Nói một con người mà ta làm vua mà ta thương nhiều như vậy mà làm sao chết đói được. Sao chết đói được. Được rồi, cấp cho ông một cái vùng đất. Rồi bắt đầu là cho ông được đút tiền. Ở cái người mà được làm ra tiền mà làm sao đói. Suy nghĩ đi. Nhưng mà khi ông có tiền rồi ông cứ tha hồ làm ác, không mà quên ơn bội nghĩa, quên thở cơ hàng. Ông làm bao nhiêu điều sai quấy, ông nghĩ rằng ông giàu, ông có tiền à, sao mà ông đói được. Nhưng cuối cùng khi mà ông vua này ông chết đi thì thái tử lên làm vua. Thái tử lên làm vua thì người ta xàm tấu này kia, rồi bắt đầu là thái tử không cho ông làm quan nữa và thu ở đất đai của ông hết. Cuối cùng ông không có được cái gì hết trơn, rồi ông đi xin ăn và ông chết đói ở ngoài đường. Đó, thấy không? Thiếu đạo đức là chết đói, thấy không? Có đàn chưa? Nên từ nơi đó mà tất cả các con ở đây, mà nếu nhà các con mà giàu sang mà có con thiếu đạo đức á, chưa chắc đâu các con. Các con chưa chắc đâu. Thiếu đạo đức là có con tiêu á. Dù hiện tại nhà cửa giàu sang nhưng mà có con thiếu đạo đức là thua. Mà không có biết ơn nghĩa gì hết. Còn nhỏ vậy, cha mẹ lam lũ cực khổ cho tiền mình đi học, mua đồ cho mình, mua dép cho mình mang. Cực khổ, cha mẹ đổ bao nhiêu giọt mồ hôi mới có bộ đồ cho mình bằng. Vậy mà mình có khi mà cha mẹ nói đến mình quay là mình cự lại là quên ơn rồi. Còn nhỏ xíu xíu mà chưa chứ quên ơn rồi đó. Cha mẹ la một cái là kinh. Có nhiều đứa nít kinh thiệt á. Nghinh á. La đó nó làm nè. Là kênh chứ gì.
Nó kênh cái kiểu này là lớn lên là nó dữ dằn. Tại còn nhỏ chưa được gì nhưng mà nó đã vậy rồi thì mà nó lớn lên nó thì nó cỡ nào, phải không? Đó, nên con của mình rèn luyện cho các cháu nền giáo dục là cái lý tưởng lớn nhất của đời người. Nên người xưa nói rằng dạy cho con về đạo đức nó còn quan trọng hơn để lại cho con một sự nghiệp lớn. Để sự nghiệp lớn cho con mà thiếu đạo đức thì thua. Nên một con người sống quên ơn bội nghĩa là con người này thất bại hoàn toàn. Nhớ. Ví dụ như bây giờ những đứa hướng dẫn các con mà trình độ như đứa kỳ kỳ có lớp 3 thôi, sau này các con có thành đạt sự nghiệp lớn cỡ nào đi chăng nữa cũng nhớ ơn. Ngày xưa có ông thầy ông dạy tôi, ổng chỉ có lớp 3 thôi, mà có vài câu của ổng mà tôi lấy, tôi làm nền tảng của cuộc đời mà sau này tôi thành công. Cái tôi đi tìm ổng thì có vấn đề sống chết đâu. Thấy chưa? Mình nhớ ơn đền ơn, hiểu chưa? Các con mới có cái tâm vậy đó, không phải là những đứa cầu cạnh các con chuyện đó. Nhưng mà về cái đạo đức làm người phải nhớ ơn đền ơn. Ít gì mỗi lần nhà đức dạy cứ khuyên nói thật, mà người thành đạt trong sự nghiệp mà không nói thật sao thành đạt? Các con nói lời giả dối với cha mẹ các con là các con sẽ nói lời giả dối với tất cả mọi người. Mà đã là nói lời giả dối rồi là không ai tin tưởng, mà không ai tin tưởng sao thành đạt sự nghiệp trong cuộc đời? Ban đầu mà nói chuyện giả dối là thấy mất lòng tin là thua. Rồi con tham lam của người ta, của ta rớt cái lụm lấy liền, người ta biết được thì như thế nào, về sau ai cho cái con cơ hội? Không. Nên thí dụ như còn nhỏ mà cha mẹ đưa tiền đi mua đồ này kia được, mà mua xong á, đồ á, mua ví dụ như đưa cho 50 ngàn, mua có 20 ngàn, giếm 10 ngàn, đưa lại 20, giữ 10 ngàn để chơi game là thấy tham rồi đó. Biết có đứa nhỏ nào vậy không ta? Có không? Có phải không? À. Nếu như mà các con vậy gọi là tham rồi, mà còn nhỏ mà tham của cha mẹ thì sau này của ai mà nó không tham? Thí dụ như gạt cha gạt mẹ thì ai nó cũng gạt hết chứ, tại vì cái nguồn gốc là cha mẹ. Mà cha mẹ nó còn dám gạt vậy thì ai đụng ai nó cũng gạt hết chứ. Nên con người mà lòng tham là nghèo nàn, lòng tham là mất uy tín, lòng tham là không ai dùng mình, đã tham rồi không ai dùng mình. Nói lời không thật, một lần thất tín vạn lần thất tín, không? Đó, nên đây là những cái nền tảng thành đạt cuộc đời cho các con. Đừng có nói con nít nghe, cả người lớn mình cũng lặp lại luôn đó. Nếu như mấy chục năm cuộc đời mình mà làm ăn không thành đạt gì chứ, lặp lại đi, chỉnh lại đi, trong vòng 5 năm sau có sự thành đạt. 5 năm sau có sự thành đạt. Nói thật, không tham, làm thiệt như vậy đi, là 5 năm sau có sự thay đổi liền, phước báo nó hội tụ lại. Nên nó có những câu này Hòa Thượng Tịnh Không ngày để lại cái tâm cảm ơn hay lắm nè. Hãy sống trong thế giới biết ơn. Những câu này hay lắm nè. Hãy biết ơn những người khiển trách ta vì họ giúp ta tăng trưởng định tuệ. Rõ ràng 100% luôn. Nói câu khiển trách là nó nhẹ nhàng quá. Những đức bị chửi mà thành công chứ không phải khiển trách. Chứ căn tính của mình là khiển trách chưa đủ, chửi, mắng chửi mình mà nhẫn được nó mới thành công. Chính bản thân Nhân Đức nè, đi phụ bếp bị chửi mấy năm nè, Nhân Đức cũng có học được nhiều như các con mà học chửi, bị chửi 3 năm mà nhẫn được có một cái nghề. Bây giờ mà Nhân Đức có thể ở trong ngôi Tam Bảo lo được nhiều việc là nhờ 3 năm bị chửi, chửi tối ngày vậy đó. Bị chửi giết rồi mình thấy sao, bây giờ mình có cố gắng cỡ nào cũng bị chửi chứ chở. Cuối cùng sao? Mình nói vậy nè, à mình lặp lại. Đó là sáng nay 8 giờ sao chưa chửi vậy? Mình chờ từng giờ từng khắc để chửi mình vậy đó. Tại vì lúc trước là mình sợ bị chửi, nên mình cố gắng đi đừng có chửi. Thì bị chửi cái là rồi xong mình nói tờ cả ngày nay cố gắng mà cuối cùng bị chửi nữa. Hồi giờ mình đổi ngược lại là tại sao giờ này 8 giờ chưa chửi, rồi 10 giờ chưa chửi, sao giờ này 1 giờ mấy đi nấu ăn rồi mà sao chưa nghe bá chửi chợ. Cuối cùng 2 giờ bá chửi mình nói ô đã quá chửi rồi. Ghê không? Đổi lại,
Nếu không là mình cứ cố gắng rồi bà chửi là mình bị hụt hẳn, mình tức. Cố gắng quá rồi mà bây giờ bị chửi tức, cứ như vậy. Bây giờ đổi lại là chờ đợi bà chửi mình. Rồi không? Đổi lại nghe. Nó đổi lại cái là chịu đựng được 3 năm liền. Mà 3 năm người ta chửi mình xong rồi bắt đầu người ta thương mình. Lạ như vậy, khi mà người ta chửi mình mà mình không dặn người ta là bắt đầu người ta thương. Mà ta thương dữ lắm nghe. Nên từ nơi đó đó rõ ràng là những đức thành công là ngay bị chửi 3 năm lót nền móng. Sau này những đức đi tu là cũng nhờ bị chửi 3 năm đó đó mà những đức lót được cái nền móng nhẫn nhịn đó. Sự thành công của con người từ nhẫn nhịn mà thành công. Chúng ta đọc lịch sử những người làm việc lớn toàn là nhẫn không à. Những đức kể bao nhiêu lần mà. Cũng như câu chuyện của Tôn Tẳng Bà Nguyên thấy chưa? Đúng không? Bà Nguyên là một người chơi với bạn mà phản bạn. Còn Tôn Tẳng là một người bạn tốt. Vậy đó mà bà Nguyên vì danh lợi mà phản bạn tốt, hại Tôn Tẳng. Đến nỗi mà cắt nhượng luôn, cắt nhượng chân luôn. Mình nghĩ cái nhượng mà cắt cái đau lắm thôi. Mà người xưa người ta chịu đựng khi bị cắt nhượng xong. Thì người thầy biết Tôn Tẳng này giỏi tuy là tặc nguyền nhưng người này sẽ là người tài sau này. Viết một cái chữ gỡ cho ông một chữ, một chữ gì? Chữ cuồng. Gặp mình mà viết chữ cuồng đưa cho mình chắc mình không biết cái cuồng là cái gì. Là điên, giả điên, không? Giả điên mới thoát được kiếp nạn này. Bà Nguyên quyết định là giết Tôn Tẳng. Mà khi mà Tôn Tẳng mà giả điên rồi á, bà Nguyên nó thử nhiều cách. Cách gì biết không? Nó đem phân với nước tiểu ra nguyên một xô bự, nó bắt ăn đi. Bắt đầu lúc đó là Tôn Tẳng nói ta phải giữ mạng, ta nhất định phải báo thù, phải giữ mạng lại. Bốc khoan ăn, bưng một ly nước tiểu uống như uống cà phê vậy đó. Vừa giữ giặc thiệt. Thấy chưa, cao thủ chưa? Nó có nghĩa là thế gian pháp thôi đó. Cái thế gian pháp để thành tựu thôi đó mà người ta nhẫn được đó. Mà lịch sử có ai mà nói là Tôn Tẳng là ngu không? Không. Sự thành công của ông là để sử sách lại cho muôn đời. Ông tuy bị tặc nguyền nhưng ông có một cái sự kiên nhẫn. Khi thầy viết một chữ cuồng gỡ cho ông là ông giả điên liền. Ông giả điên ông làm thiệt luôn. Mà bà Nguyên cũng kinh khủng liệt, đem nguyên một cái xô phân đến bắt ăn. Bốc phân mà cầm phân lên mà bỏ vô miệng nhai rồi. Bưng một ly nước tiểu uống vô, cà phê thơm quá, ngon vô cùng. Cứ bắt ăn không phải một ngày mà là mấy ngày, cả tuần lễ ăn hoài. Ăn phân để mà sống. Ghê chưa? Nghe cái mà muốn ói luôn. Nghe không? Nhưng mà cuối cùng thì bà Nguyên nó, thằng này điên chắc chắn. Thôi nó điên rồi, nó không có làm được trò chống gì nữa đâu. Thả. Rồi vua bên nước khác cứu đem về, ban cho một chức quan đó là quân sư. Ông ngồi xe lăn nhưng mà ông tính toán sự việc như thằng vậy đó. Cuối cùng là ông tính toán đường đi nước bước làm sao. Sao cuối cùng diệt bà Nguyên. Tại vì hai người khi mà kết bạn là thề, nếu sau này ai là người phản bạn thì người này chết trong ngàn mũi cung tên, mũi tên, nghe không? Thì khi mà bà Nguyên mà hại Tôn Tẳng rồi, rõ ràng sau này chết trong ngàn mũi tên. Thì thấy không, rõ ràng cái lời thề mà phản bạn, nó lịch sử ghi chép lại muôn đời. Chúng ta sống trong cuộc đời này trong cái khổ một chút mà nhẫn không được sao thành công trong cái cuộc đời này. Thí dụ như cuộc đời mình lỡ mình sai, mình đi chích xì ke. Bây giờ mình nói bây giờ nếu mình chích hoài là mình tàn đời mình luôn rồi. Bây giờ quyết tâm bỏ xì ke nè, quyết tâm bỏ xì ke để làm lại cuộc đời nè. Mà cái người chích xì ke mà bỏ được xì ke, sau này cái người này không đơn giản đâu. Cái người này kinh lắm. Tại vì sao? Vì họ chích xì ke mà khó bỏ nhất, mà họ bỏ được xì ke là họ ghê lắm. Sau này là khó cái gì mà họ không nhẫn được. Quý vị biết cái người mà nghiện xì ke ma tí á, mà khi mà họ cai nghiện kinh lắm, họ giật nước miếng nước mồm chảy ra thấy ghê lắm kìa, như là con thú vậy đó. Vậy mà khi bỏ được xì ke là người này không đơn giản đâu. Nó phải có một tư tưởng cực kỳ mạnh.
Tại vì sao? Nếu mình chích hoài mình chết luôn sao? Còn ví dụ như mấy đứa nhỏ giờ đi học mà nào là hút thuốc điện tử, chơi hàng đá, xong mình thấy không có được rồi, bỏ, quyết định phải bỏ bằng được, không bỏ là tàn đời, quay lại làm người lại mới được, sống có ý nghĩa mới được, thì phải nghe tư tưởng. Nhẫn thì thành công. Cuộc đời con người đừng bao giờ nói muộn màng, đừng bao giờ nói hai chữ muộn màng. Chúng ta không có muộn màng đâu, muộn màng nhất là cuộc đời chúng ta không cố gắng. Chỉ cần cố gắng là thành công mà. Thí dụ như làm một cái nghề gì, chọn mục tiêu đã quyết chí làm cho tới thành công. Thí dụ như bây giờ tính tình mình tặc mình cái này cái kia, thí dụ như bài bạc, rượu chè, cá độ, đá banh, tóm tắt là tứ đổ tường. Nhiều cái hư mà tường cũng đổ. Rồi tứ đổ tường là gì đó. Bây giờ đã là hư rồi, đã sai rồi thì quay đầu. Quay đầu là có cơ hội. Sau này mình thành công, mình nói điều sai của mình, người ta vẫn tín nhiệm mình. Vì sao? Sai mà sửa được thì thành công. Nên tất cả sự thành công toàn là từ chữ nhẫn. Thí dụ như mình là một đứa nhỏ đi học, một đứa bé nghèo, đi vô trường học nhà người ta giàu không, mình nghèo. Đừng có mặc cảm, nhưng mình phải cố gắng học, nỗ lực học, chứ không phải là mặc cảm để gọi là chán đời, buồn, gia đình mình nghèo nàn, không phải. Mà là mình phải kiên nhẫn, cố gắng học. Có khi những đứa nhà giàu đó mà sau này nó không bằng đứa nhà nghèo. Nên nhiều người người ta thành đạt sự nghiệp trong cuộc đời. Có những người, người ta quý vị phải nhớ rằng là người ta không phải là một người nhà giàu quá mà học thức cao đâu quý vị à. Mà người ta toàn là từ cái sự kiên nhẫn mà ta thành công, như ông Tôn Hoa Sen. Ông là ngày xưa nói chạy xe ôm gì mà dễ đó, mà bây giờ ổng là một tập đoàn lớn, Tôn Hoa Sen khắp nơi trên toàn thế giới. Là bởi vì coi hỏi là ổng đi, ổng ngày xưa con nhà giàu, học thức cao gì, nhưng mà ông thành đạt như vậy là từ đâu? Từ chí hướng, tư tưởng, ông thành đạt, hiểu không? Nên chí hướng, tư tưởng là việc cực kỳ quan trọng và phải nhẫn nại để mà làm, tiến đến mục tiêu để thành công. Nên người xưa người ta có nhiều cái câu chuyện để lại cho mình lắm, hay lắm. Từ chữ nhẫn mà thành công không à. Bây giờ mấy đứa nhỏ này bây giờ đó, mỗi tuần thứ bảy đến học, mỗi tuần thứ bảy đến học, học viết rồi có tư tưởng luôn. Thấm, mưa lâu thấm đắt. Con người mà có tư tưởng thì sống có ý nghĩa, con người mà thiếu tư tưởng thì sống vô nghĩa. Nên sống có lý tưởng. Lý tưởng là việc đặc biệt. Nên tại sao người ta đọc sách của Bác Hồ? Vì tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Có nhiều bài học rất hay nằm trong đó. Nhớ nghe, con người chúng ta dù có phát triển theo thời đại nhưng đừng bỏ cái xưa nghe. Cái xưa nó có rất nhiều cái hay để phát triển cái nay đó. Tại vì trí tuệ của người xưa đi vượt qua thời đại. Nên đọc tư tưởng người xưa thì mình sẽ là một con người chuẩn đặc biệt lắm. Rồi có rất nhiều cái hay nằm trong sách xưa. Nhân Đức được bồ túc từ năm 29 tuổi đi tu. Đọc được sách, nghe được tư tưởng, từ nơi đó mà gầy dựng một tư tưởng. Bây giờ tự nhiên mình nuôi người già mình thấy lý tưởng vô cùng. Các con coi bây giờ những đứa có lớp học gì các con thấy quý vô cùng không? Gọi là lớp học nhân sinh. Sau này mà thí dụ như hòa thượng mình mà đủ duyên xây bên kia một khu nhà gọi là một lớp học cho các cháu mỗi tuần. Ý nghĩa quá. Quá ý nghĩa. Bây giờ các cháu là nó ở trường học, nó học chữ nghĩa này kia, còn mình dạy nó là tư tưởng sống. Đó, tư tưởng sống. Nên cái câu đầu tiên, biết ơn, hãy biết ơn những người khiển trách ta, vì họ giúp ta tăng trưởng định tuệ. Bây giờ ai khiển trách các con là các con có tâm cảm ơn, các con sẽ học được rất cái hay, rất nhiều cái hay. Còn nếu người ta gây mình cái là mặt kinh kênh là không học được gì chứ. Là quên ơn liền, không nói vòng vo, tức tối sao ơn được, thấy không? Hãy biết ơn những người làm ta vấp ngã, vì họ khiến năng lực của ta mạnh mẽ hơn. Rõ ràng 100% luôn. Thí dụ như bây giờ mình thành đạt một cái gì mà nó chưa có nền là do gì? Chưa được người rèn luyện mình. Mà khi mình vấp ngã mà mình đứng lên được. Ngã ở đâu đứng ở đó. Nhớ nghe, ngã ở đâu thì đứng ngay chỗ đó. Chứ không lẽ ngã ở đó mà bò lại cái hầm kia đứng lên. Hiểu không? Ngã ở đâu đứng ở đó.
Ví dụ như mình té vô đống phân bò thì đứng ngay đống phân bò đứng lên. Hiểu chưa? Nên tư nơi đó ngã ở đâu thì đứng lên ngay chỗ đó. Nên các cháu, các con phải nhớ nghe, các con ngã ngay cái kim xì ke thì các con phải đứng ngay cái kim xì ke mà đứng lên. Vậy thì các con có cơ hội là chắc chắn luôn ha. Chỉ cần mình nghĩ rằng đây là cái thói hư tật xấu không có kết quả, quỷ hoại đời người, thì chúng ta đứng lên được liền. Không mà nghĩ là có những đất nước nó ác thiệt nha. Nó đưa xì ke ma tí vô để mà quỷ hoại một đất nước để lấy nước người ta. Ngày xưa mà hình như nước Nhật cái gì đó, mà nó đưa mà gọi là áp phiện qua Trung Quốc, để cho người Trung Quốc phải hút áp phiện để trở thành một con người mà gọi là Đông Á bệnh phu, người yếu đuối, người mất chí hướng. Khi mất chí hướng họ mới lấy nước đó. Cái tâm địa kinh được chứ. Bởi vì cái ác con người ta nó cũng thông minh lắm chứ không giỡn đâu nghe quý vị. Nên con người mà mất đi cái sĩ khí của một con người thì không có làm được một cái chuyện gì đặc biệt hết chứ. Những đức thấy rằng là con người những đức ngày xưa cũng là cái hàng mọn, chỉ biết mấy buổi ăn đầy đủ là cảm thấy vừa bụng rồi. Có khi ngày xưa mà ví dụ như một cái bàn nhậu, một cái mâm nhậu mà ví dụ như người ta nhờ mình làm cái gì là chỉ cần vài chai bia rồi một nửa con gà là mình làm cũng chày da chóc dãy. Ghê không? Đúng là từ cái miếng ăn mà mình trở thành con người hèn mọn và cả đời không đứng lên được. Ghê thiệt chứ. Đây là những đức nói, những đức khỏi cần nói ai, dòng do tam quốc làm chi mất công. Nhưng mà tự nhiên mình nghe đạo rồi, tự nhiên mình thấy mình phải đứng lên, mình cố gắng. Bây giờ mình cũng lo được cho một số người già, mình thấy cuộc đời mình ý nghĩa ghê. Mỗi ngày cũng có 3 buổi cơm, cũng không đến nỗi ốm o gầy mòn, mà sống vui vẻ, đặc biệt ghê. Đúng là đạo pháp giúp cho con người mình quá tuyệt vời. Trong khi những đức đâu có được lót nền móng lúc còn nhỏ vậy đó. Đâu có được lót nền móng lúc còn nhỏ vậy đó. Nhìn tới 29 tuổi mới nghe Phật pháp, đúng không? Còn lót tương đối. Nó không phải đặc biệt gì nhưng mà nó cũng làm được việc ý nghĩa một chút. Sống cuộc đời cũng có ý nghĩa ha. Như bữa nay tổ chức chương trình bên chùa mới, mình suy nghĩ rằng là khoảng chừng hơn 1000 người thôi, nhưng cuối cùng lên 3000 người. Một chương trình đơn giản thôi mà hơn 3000 người đến chương trình, quý vị thấy kinh khủng không? Người ta ào ào, người ta kinh thiệt chứ. Thấy chưa? Thì quý vị thấy rằng là mà có người này ngày xưa gì đâu, mà người ta ngồi đông y, người ta quan hỷ, nói chuyện nghe, họ nghe 2 tiếng đồng hồ mà quan hỷ. Quan hỷ. Thấy không? Đó. Nên cái cách nói chuyện mà để cho người ta vỗ tay á, không phải là mình nói hay đâu, mà người ta vỗ tay để người ta đỡ buồn ngủ. Phải không? Vỗ tay là đỡ buồn ngủ đó quý vị. Thí dụ như một người mà họ ngồi kế bên mình, mà họ ngồi mà làm nè, mà nghe mình vỗ tay cái là mở mắt ra gì vậy? Mình vỗ tay liên tục vài cái đó là tỉnh luôn, đúng không? Vỗ theo. Nó có nhiều bà mà bà đang ngủ mà bà nghe mình vỗ tay, phải vỗ theo, phải vỗ mới cừ lắm. Vỗ tay mà giống như gà mà nuốt vô thun, khờ hết, thấy không? Nên từ nơi đó quý vị thấy rằng là tư tưởng sống rất là đặc biệt, nhớ nghe. Hãy biết ơn những người bỏ rơi ta vì họ đã dạy cho ta biết tự lập. Thấy không? Thí dụ như một đứa bé mà mồ côi mồ cút mà mình nhận về mình nuôi á, đứa bé này không phải mình đem về mình thương yêu nó đâu, mà mình phải dạy cho nó một tư tưởng, mà nói cho nó, chỉ điểm cho nó một tư tưởng. Tư tưởng gì? Con đã bị bỏ rơi rồi, cuộc đời con là bây giờ không còn lối thoát rồi, bây giờ chỉ có một con đường là con phải được sự rèn luyện để sau này trở thành một con người có tư tưởng. Đứa đó là đứa dễ thành công. Đứa đó là đứa dễ thành công. Rèn luyện nó trở thành đứa thành công. Còn thí dụ như bây giờ mình đem vô trong chùa mình nuôi nó, mà mình nuôi nó trở thành con gà công nghiệp. Thua. Nuôi trở thành gà công nghiệp thì thua rồi. Nó bây giờ trẻ em nó là nhiều dạng gà công nghiệp á. Gọi là mập bự nhưng mà lại yếu. Nó yếu là từ đâu? Nó yếu cái tâm á. Thiếu tư tưởng. Nó học tập thì nhiều, nói tiếng Anh thì phao phao vậy đó, nhưng mà lạ thay tiếng Việt thì không rõ. Mà trong khi sống với người Việt, nói tiếng Việt thì nó không rõ. Cái chữ làm người phải biết ơn và đền ơn, nó nói chữ này là chữ gì?
Tiếng Anh nó nói quá trời luôn. Vậy thì mày bỏ cái chữ mà làm người phải biết ơn và đền ơn, mày chịu thua. Tiếng Anh của mày là để giao tiếp kiếm tiền, mà bây giờ mày thiếu đạo đức sao mày kiếm tiền? Nếu mà có đạo đức thì kiếm tiền càng nhiều, mà bỏ đạo đức mà chạy theo những cái văn tự phát triển, vậy thì kiếm tiền có giới hạn, mà khi chết đi lại vô nghĩa. Này hay, hay vô cùng à. Đó, nên còn nhỏ xíu xíu chưa chân bắt học tiếng Anh quá trời. Bơ xô bơ xa nói sừng, nói quá trời luôn, mình không biết tiếng gì chứ, hiểu không? Lỡ nó nói với ông bà, nói lia lịa cho ông bà, nói mày này con nhận giỏi thiệt. Cho cháu nó giỏi, vô cùng giỏi luôn. Nó nói mà bà không biết câu nào hết chứ. Ôi sao kỳ vậy? Nó nói bà không biết câu nào chứ mà giỏi. Nó đúng rồi, bà đâu có biết nó mới giỏi. Có người mà sao nó lạ kỳ vậy chợ. Cái gì mình biết nó mới giỏi chứ không biết sao giỏi. Hiểu không? Bây giờ quý vị không có biết một cái tiếng gì hết trơn á. Những đức xạo, những đức lợi, những đức nói đây, tiếng Anh đây. Nó liên nó lịa đó, công dạng thầy nó tiếng Anh giỏi thế ghê trời. Nó tao bà tôi nói thí đồ đại tiếng Anh, tiếng gì đâu, tiếng Anh, tiếng Mo gì đâu. Hiểu không? Tôi nói thí đó, tại bà không biết. Thấy chưa? Nó là không biết mà giỏi gì. Rồi mình khen nó giỏi rồi mai mốt đó, mình làm cái gì chạm tự ái nó đó. Nó dùng tiếng Anh nó chửi mình. Cuối cùng mình nó công nhận cháu nó thông minh, công nhận thiệt nha. Đứa cháu nói nè, đúng là già giết là ngu gì đâu. Chữ mà khen người ta khôn. Thấy chưa? Nhiều đứa nhỏ bây giờ nó không biết đạo đức là gì đâu quý vị. Nó nghĩ nó có học vị đó, nó đem cái học vị nó chửi người ta đó. Mà thêm một cái nữa là nó không hiểu cái học vị của con có được là ở đâu ra. Bộ mày làm ra, mày học, mày có học vị hả? Chưa có làm được trò chống gì hết trơn, chỉ mới có bằng cấp thôi à. Bằng cấp này là bằng giấy giả, chưa giải quyết được vấn đề. Mà cha mẹ cực khổ đổ mồ hôi chảy máu cho mình đi học để có cái bằng cấp này. Vậy đó mà cuối cùng đem cái bằng cấp này khè với cha mẹ. Mà nhiều đứa con bây giờ nó nói cha mẹ quê hay lúa. Cha mẹ không bằng con học nhiều hơn bà mà. Ông mà nói làm gì với tôi. Nhưng mà nó quên mất tiêu bằng cấp này là từ cha mẹ cực khổ gian nan để mà cho nó, nên nó sống quên ơn bội nghĩa thì kể như thua. Thua à. Nó nên cái tâm của các con phải biết ơn, nghe cái này quan trọng lắm á. Nên người ta bỏ rơi mình, không phải mình cầu cạnh mà là lỡ bị bỏ rơi thì giúp cho mình có được cái năng lực càng cao, biết tự lập. Hãy biết ơn những người đánh đập ta vì họ đã tiêu trừ nghiệp chướng cho ta. Có cô nào ở đây bị chồng đánh không? Nếu bị chồng đánh là tiêu trừ nghiệp chướng cho mình nè, hiểu không? Nó giống như có câu chuyện trong thời Đức Phật, cái bà đã bị đánh tá lả âm binh, ngày nào chồng cũng đánh, nhậu về đánh, nhậu về đánh. Cuối cùng một lần đó bà gặp Đức Phật đi ngang, bà quỳ xuống bạch Đức Thế Tôn, con ngày nào cũng bị chồng đánh hết Đức Phật ơi, cầu xin Đức Phật dạy cho một con đường giải thoát. Khổ đau quá, nói chuyện vậy đó. Nghe không? Xong Đức Phật nói vậy ta chỉ con phải nghe nghe không? Trong những đời kiếp, chồng của con là một con ngựa trong nhà của con. Con là một người nam, nhưng thường quýnh con ngựa này dữ lắm, quýnh dã man lắm. Nên các con mà nhà có nuôi con vật, con heo, con chó, con gà, con vịt mà quýnh nó là các con nghe câu chuyện này nghe chưa? Thì quýnh con ngựa quá trời luôn. Con ngựa đó nó sanh tâm oán hận, muốn báo thù. Trải qua những thời gian đi qua rất dài, rất lâu. Bây giờ con là người nam năm xưa, bây giờ là người nữ. Mà con ngựa năm xưa đó bây giờ lại là chồng con. Nên chồng con đánh con quá trời, con thấy đánh con dã man lắm. Con không có làm lỗi gì cũng đánh. Đó là vì do nhân quả. Bây giờ con muốn giải cái món nợ này thì ta chỉ con. Là bữa nay chồng con đi nhậu gì sẽ đánh con nữa. Đức Phật thì biết hết trơn á. Biết bữa nay đi nhậu về đánh. Đức Phật kêu cái cô này dẹp tất cả những cái đồ xung quanh mà nó cầm đánh, chỉ để lại đúng một cây chổi đánh ngựa. Để lại, để ngay chỗ đó. Mỗi ngày đánh thì còn né, mỗi ngày đánh thì còn kênh lại. Tuy là không dám đánh lại nhưng cái mặt mình nghinh lại. Đó, cái nghinh lại cũng ghê lắm á.
nghinh lại là cũng là còn nợ chưa trả xong. Quýnh làm sao mà bị quýnh mà vẫn hoan hỷ. Cái này ghê lắm, không đơn giản. Mà Phật nói rồi bà này nghe, bà dọn đồ hết, bà để lại cái chổi đánh ngựa. Cuối cùng chồng về cầm cái chổi lên, quất quất quất, bà quỳ tại chỗ, quất đi quất đi quất đi quất đi. Hiểu không? Bà để cho quất quá trời luôn. Cuối cùng chồng thấy lạ kỳ, mỗi bữa đánh nó còn chạy, bữa nay sao nó quỳ tại chỗ cho đánh mà nó không chạy. Chồng này kinh ngạc quá, hỏi tại sao bà hôm nay tôi đánh bà mà bà quỳ yên như vậy, mà để tôi đánh bà không chạy, bà không la, bà không kêu, bà không nghinh, bà không chữ. Nó thấy chưa, mấy cái đó là mấy cái tạo nghiệp thêm đó. Mà bữa nay bà này nghe lời Phật, bà ngoan ngoãn, cái mặt hiền, bị đánh bóp 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 mặt làm nè. Còn mình giờ biết niệm Phật nghe, đánh mình không? Mặt tội nghiệp chưa? Mà những mặt như Đức chứ không tội nghiệp nổi. Hiểu chưa? Rồi bắt đầu là bà mới nói lên, tôi gặp Đức Thế Tôn là Đức Phật, Đức Phật nói rằng những đời kiếp trước ông là con ngựa. Ông Phật này sao mà không nói tôi là con ngựa kỳ vậy ta? Rồi kể nhân quả cho ông này nghe. Bây giờ tôi quyết định đời này tôi trả nợ cho xong, ông cứ đánh chết tôi đi, tôi trả nợ cho xong. Tự nhiên ông chồng ông nghe có bừng tỉnh, ông nói bây giờ nếu tôi đánh bà chết đi thì cái nghiệp quả này tôi phải chịu, tiếp tục cái theo nghiệp lực luân hồi giai trả mà không xong. Thôi được rồi, từ hôm nay tôi không đánh bà nữa, tôi với bà nợ cái như là xong cái từ hôm nay. Quá giải. Chưa, vì định lực nhân quả thế đặc biệt không? Nghe rồi các con nhớ nghe, nhà nuôi gà, nuôi chó, nuôi heo, nuôi vịt, nuôi kiến, mà các con mà quýnh đập nó là các con có dính nhân quả đó, nghe chưa? Nào, hãy biết ơn những người lừa gạt ta vì họ giúp cho ta tăng kiến thức. Hay, đúng không? Thí dụ như mấy bà đi chùa đi mà bị móc túi, móc túi làm kỳ sao kinh nghiệm chứ, để khéo lại một chút, hiểu chưa? Giống như một con người mà họ từng kỹ lưỡng là họ từng đã mắc đồ nhiều lần, và cái người mà bị gạt nhiều chừng nào là người đó khôn nhiều chừng nấy. Vì hỏi tất cả những người làm cha làm mẹ, ông bà mà dạy mình mà cái này cái kia kỹ lưỡng đi, mình hỏi họ vậy, ông bà cha mẹ có bị gạt không? Tao bị gạt nhiều lắm, tao mới khôn. À, rõ ràng không? Gạt nhiều quá mới khôn. Đó, nên từ nơi đó mà cái tâm cảm ơn là học được à. Chứ đừng có bao giờ bị tiêu cực gạt rồi tức quá, trời ơi quá tức rồi, vậy là ngu. Không có học được cái gì chứ. Còn gạt xong mà mình tỉnh lại, mình nghĩ kỹ lại thì mình mới khôn. Nhớ đó. Hãy biết ơn những người làm hại ta vì họ đã tôi luyện tâm trí cho ta. Hãy biết ơn tất cả những người khiến ta được kiên định và thành tựu. Cái tâm cảm ơn này nó quan trọng dữ lắm nha quý vị. Nhớ cái tâm cảm ơn này quan trọng lắm á. Nên người trong chùa mình nghe cũng có kết quả nữa. Thí dụ giờ cô Nhật cô lo cho mấy đứa nhỏ nhỏ ở đây, cô la nó, nếu mà nó không cảm ơn thì nó không học được gì chứ. Bây giờ con cái người ta vô đây, cô sắp xếp, cô lo, cô dạy nó. Bây giờ cô dạy mà cô không lãnh lương cắt nữa, vậy nghĩa là tâm cô thiện. Cô dạy đàng hoàng, vậy thì mình cảm ơn cô mình học được. Nhưng mà mình bực tức cô thì không học được gì. Nhớ nghe, cảm ơn mới được. Còn những đứa mỗi ngày bận bịu quá trời luôn, như bữa nay hồi sáng đau xương sống, qua bên kia ngồi thêm cả ngày, bữa nay thêm 5-6 tiếng nữa. Đau xương sống mà ngồi thêm 5-6 tiếng nữa, vì nghĩ sao? Xương sống cứng ngắc. Hồi nãy về phòng á, nằm xuống đứng lên không được. Cuối cùng sao? Lộn mèo. Thấy chưa? Con người mà có khi bất tử, nó muốn bệnh là nó bệnh à. Ai mà biết những cái tế bào mình nó đang bị cái gì bên trong. Tự nhiên nó đau sống, tự nhiên nó nằm im gu. Thấy không? Rồi cuối cùng đứng lên không được. Đứng lên không được rồi sao? Lộn đại. Không được nó bị nằm luôn. Được đứng lên liền. Thấy chưa? Giờ này đứng lên qua ngồi nữa. Thấy không? Mình làm được thì mình cứ làm đi, đừng có đợi ngày mai. Như Đức thường nói mà, nó bữa nay làm được thì cứ làm đi, đừng đợi ngày mai. Cơn vô thường bất tử lắm quý vị ơi. Có khi bữa nay mà mình ngon lành gì, ngày mai biết đâu mình tuần sau thứ bảy vô gặp thầy Nhân Đức, đi qua cầm quyển sách đi vô, cầm ôm quyển sách đi, bước vô: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Trời, thầy Đức đây kỳ cục cái chợ. Không ai mà biết cái cơn vô thường nó đến bất tử. Vì thấy có những người, người ta đang khỏe mạnh bình thường, gió thổi cái tự nhiên méo cái miệng. Ai mà biết cái cuộc đời này nói sao chợ. Nên mình là người tu nó lạc quan, sống lạc quan là vui là khỏe. Thấy không? Khỏe đây là gì? Khỏe cái tâm á. Còn cái thân tứ đại của con người bệnh hoạn là bình thường, không có gì mà ghi gớm á chứ. Hiểu không? Nó quý vị coi bữa nay bên đó 5-6 tiếng đồng hồ ngồi với quý vị rõ ràng đúng không? Nó mà nói chuyện nó hứng thú vô cùng đó, không? Đâu phải mệt mỏi bệnh hoạn gì đâu. Đó, cái tư tưởng nó quan trọng lắm quý vị. Thí dụ như bây giờ mình lỡ mắc tiền rồi, mắc tiền rồi còn khóc còn buồn chi? Cái chuyện này khó làm lắm chứ không phải dễ làm đâu nghe quý vị. Đó, con người chúng ta làm ra tiền bạc nhiều mà bây giờ bị mắc mình tức lắm á. Nhưng mà tức cũng không có được cái gì, nó cũng đâu có trả cho mình đâu tức. Mắc rồi thôi. Nó vui vẻ nó còn tức hơn, nó chờ cái thằng này. Nó mắc tiền nhưng mà nó bình thường, chứ không bình thường người ta làm gì bây giờ. Tao khóc mà mày đem tiền về thì tao khóc. Còn tao khóc mày cũng lấy mắc tiêu, khóc làm gì? Nên tất cả quý vị sống trong cuộc đời này nghe, bị giật nợ đừng khóc. Bị giật rồi khóc làm gì? Khóc rồi nó cũng không có cho mình lại đâu, khóc gì? Hiểu không? Nói vị nghe gì đó, cái tư tưởng với vị đặc biệt lắm. 100% tôi làm được đó, tôi hiểu rồi đó. Không có dạy gì mà đi buồn khổ làm gì đâu quý vị. Nên mỗi ngày cười nhiều vẫn là hay. Phật tử ngày nay cười cũng nhiều lắm đó quý vị. Không? Nó cái ngày nay quá ý nghĩa. Bao nhiêu con người về tu học ý nghĩa vô cùng. Nó quá đặc biệt. Nó nên mình phải nhận thức được cái việc làm ý nghĩa này. Để mình cố gắng, nên mình đem tư tưởng chia sẻ cho các con, các cháu nhỏ đây nè. Phải nhớ nghe, làm người phải biết ơn và đền ơn. A Di Đà Phật. Hôm nay có những người sinh nhật này nghe, chúng ta đọc tên nè. Sinh nhật của chùa mình, Nhân Đức tặng cho con heo với cái máy niệm Phật. Đặc biệt cái món quà này số 1, nghe chưa? Đây là heo gì? Heo cười. Thấy không? Heo dễ thương ghê. Về bỏ ống vô heo này, xong đem tiền cúng dường cho cha mẹ. Thấy không? Để dành từng đồng từng cắc gửi cho cha mẹ của mình, nghe chưa? Bây giờ đọc tên những người sinh nhật bữa nay nè. Mời cụ U Phạm Thị Tám, 61 tuổi. U 61. Trần Thu Yến, 52 tuổi. Nguyễn Đình Phương Anh, 13 tuổi. Nguyễn Quốc Anh, 18 tuổi. Nguyễn Ngọc Thanh Ngăn, 16 tuổi. Tống Thị Hoa, 39 tuổi. Phan Quang Thuận, 6 tuổi. Nguyễn Văn Dư, 25 tuổi. Nguyễn Văn Ngoan, 31 tuổi. Phạm Thị Hạnh, 32 tuổi. Lương Minh An, 32 tuổi. Nguyễn Hoàng Minh Châu, 15 tuổi. Trần Ngọc Diễm, 15 tuổi. Nguyễn Quốc Cường, 32 tuổi. Nguyễn Thị Phi, 60 tuổi. Nay 15 người luôn nghe. Sinh nhật viết nổi tiếng quá trời luôn. Nhớ nghe, sinh nhật ở chùa mình là có phước nghe. Sinh nhật ở chùa mình là có phước đó. Vừa có phước báo nè. Rồi các cháu không có đòi quà của cha mẹ nè. Mà vừa niệm Phật được hồi hướng cho cha mẹ mình còn sống hay là cha mẹ mình đã mất nè. Nhớ. Nên sinh nhật ở chùa mình là thật sự có phước. Nên chương trình mà trong một tuần đó nên tổ chức sinh nhật tại chùa mình là hay nhất. Các con đừng đi đường đó các con. Máy quay phim nè. Bây giờ những người lên đây nghe. Mấy món quà đâu à? Đây đây. Rồi bây giờ nhớ nghe những người này. Mỗi năm tới ngày sinh nhật của mình, chúng ta đều nhớ ơn của cha mẹ của mình. Thí dụ như mình có tiền chút đỉnh, mình mua cái bánh kem, đem về mình cắt bánh kem, mình đãi cho gia đình của mình, cha mẹ của mình. Mình còn biết dùng những lời cảm ơn cha mẹ mình. Chứ đừng có sinh nhật của mình mà làm cho cha mẹ phải tốn tiền thêm, hoặc là đòi đãi đằng cho cha mẹ hao tiền bạc. Đừng có nên làm điều này. Con cháu vậy nó không có phước đâu. Nó nên nó nghĩ về cha mẹ thì mới có phước. Hôm nay Nhà Đức tổ chức sinh nhật mỗi tuần thứ bảy cho các cháu và người lớn tuổi luôn. Con heo để cho các con biết tích lũy phước từ khi còn nhỏ. Tích thiểu thành đa mà. Rồi thêm cái máy niệm Phật, các con đi đâu cũng đeo máy niệm Phật. Nhân Đức thấy rằng là chiếc máy niệm Phật mà Nhân Đức
Niệm Phật mà những đức làm được bao nhiêu chuyện. Nên những đức tặng cho các con cái máy niệm Phật để các con có phước nghe. Đây, nhận con. Này. Bước lại. Nè con, đứng đàng hoàng con. Đây. Đây. Bước lại gần dùm chút. Nhìn đứa đang đau hay sống. Rồi còn ai không? À, chúng ta chắp tay niệm 10 câu Phật hiệu nha. A Di Đà Phật. 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 Chúng ta chắp tay hồi hướng luôn nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.
Phật. A Di Đà Phật. À, mỗi tuần khi chúng ta học tập lớp đạo làm con xong, có cái lễ phóng sanh, các cháu từ khi còn nhỏ thường được dự những cái lễ phóng sanh gì, tâm địa các cháu hiền từ, mà tâm từ thì nó chuyển cái nghiệp ác. Từ nơi đó mà các cháu về chùa mình giết cháu nào cũng thông minh và dễ thương, hiếu thảo, biết nghe lời ông bà cha mẹ, đây là điều đặc biệt tốt. Nên chúng ta đem cái công đức này nguyện hồi hướng cầu an trên là hòa thượng, hồi hướng cầu an cho ông bà cha mẹ của các cháu, và các cháu luôn luôn có sức khỏe. Và chúng ta nguyện đem cái công đức này nguyện hồi hướng cầu siêu cho cửu quyền thất tổ, ông bà cha mẹ, anh chị em trong đời này nhiều đời nhiều kiếp, và tất cả những chư hương linh bị nghiệp phá thai đều được hồi hướng những công đức này, và tất cả những người mắc chưa được siêu thoát đều được hồi hướng công đức này, đều phát tâm niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Xong rồi chúng ta đọc tam quy y, xong mình thả chim các con. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. À, chúng ta đồng niệm Phật để thả chim này các con. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà, A Di Đà Phật, 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 Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà, A Di Đà Phật, A Di Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chúc ông bà cha mẹ các cháu và các cháu luôn luôn an lạc vui vẻ nha. A Di Đà Phật.